Xin chào mọi người, chào mọi người đến kênh của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái túi thương hiệu của Gucci. Bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi luôn nha. Và đây, trên tay mình là một cái dust bag của thằng Gucci mọi người ha. Thì nó là cái dust bag cũ mọi người, cái em này là nó là phiên bản rất là lâu rồi mọi người. Nó là dạng như bây giờ nó về outlet rất là nhiều. Và bây giờ hầu như là nó đang muốn tuyệt chủng rồi mọi người. Đây, hôm nay mình sẽ có một cái em Gucci hến mọi người ha. Cái này nó giống như là cái túi mà ông Abibi với mọi người của thằng Louis Vuitton rồi đó. Nhưng mà đây, nó là của thằng Gucci mọi người, và cái size của nó cũng tầm tầm giống như là cái size của thằng Louis Vuitton luôn, và nó cũng dạng là hến mọi người nè. Cái góc khi nó sáng quá, thành ra mình đổi góc đi ha mọi người ha. Đây, ở mặt trước nó cũng sẽ có một cái logo của thằng Gucci mọi người nè, và đây là họa tiết monogram bằng da, và cái da của cái này nó cũng nghe cái mùi y chang như là mình đã từng nói mọi người ha, cái da đặc trưng của thằng Gucci và Burberry. Ở mặt trước mọi người nó sẽ có một cái tag có chữ Gucci mọi người ha, để nó phân biệt được là mặt trước với mặt sau á. Và cái này mọi người nó cũng sẽ có hai cái miếng da nè, nó trải dài xuống và nó không có cái viền ở dưới giống như là cái thằng ông Abibi, và cái quai cầm của nó thì cũng giống như vậy luôn mọi người. Và với mình thấy là cái quai cầm của mấy cái em này mọi người nó sẽ xịn hơn, nó sẽ không có bị kiểu giống như là khi các bạn mà sử dụng nhiều mà mồ hôi tay nhiều mọi người, thành ra là các bạn sẽ dễ bị nó bị phai màu cái này mọi người, hoặc là kiểu như là nó bị ngã màu quá mình thấy rất là xấu. Kiểu như thằng Louis Vuitton các bạn mua cái thằng phiên bản mà Damier thì nó rất là ok, nhưng mà với thằng monogram mình thấy là nó không có ok bằng cái thằng Damier. Và đây mọi người thấy không, rất là đẹp. Ở đây nó sẽ có cái cho các bạn cái phần cái móc của mọi người ha, và cái này mọi người nè nó sẽ có cái móc nằm ở bên đây. Thì cái này khi mà các bạn xách thì nó sẽ nằm vậy luôn. Cái thằng mà Louis Vuitton là khi mà các bạn mang thì nó sẽ thẳng đứng này luôn, thành ra là nó cũng hơi có nhiều người lại không thích muốn đứng vậy mọi người ha, thích nằm nằm này nè cho nó tiện á. Ở mặt sau cũng vậy mọi người ha, ở mặt sau nó cũng sẽ là một cái ngăn trơn không có cái gì hết đó mọi người nè. Và bên hông nó sẽ có những cái phần khóa của thằng Gucci. Ở dưới thì nó sẽ không có cái phần tán đinh giống như là cái thằng Louis Vuitton mọi người ha. Nó chỉ là một cái họa tiết monogram bằng da hết luôn. Và cái màu này mọi người các bạn xài các bạn không có sợ dơ, các bạn nó thoải mái ha. Rồi cái phần khóa miệng của nó thì mình thấy nó giống như cái thằng Louis Vuitton mọi người. Bên trong mình sẽ có một cái dust bag để đựng cái cọng dây á mọi người. Và nó cũng sẽ có sách nè, rồi mấy cái giấy gói mọi người ha. Ở bên trong mọi người cái ngăn của nó mọi người nó là một chất liệu bằng vải, các bạn thấy không? Và mình cảm giác được đó là cái em này mọi người nè, cái size của nó to hơn là cái thằng Louis Vuitton Alma BB luôn mọi người. Đây khi mình bỏ cái điện thoại vào các bạn thấy không, nó rất là rộng, các bạn để đồ thoải mái luôn. Cái này mà các bạn nào mà thích đựng đồ nhiều hoặc là những cái cô mà lớn tuổi nó thích đựng đồ á mọi người, các bạn mua cái em này rất là ok. Cái này các bạn không cần phải mua cái lót form, cũng không cần may cái lót form đâu, tại mình thấy cái lót form á may nó cũng không có kiểu như là nó sẽ rườm rà hơn thôi. Còn bên trong đây này cái chất liệu bằng vải mọi người, nó như cái vải bố rồi đó, thành ra các bạn quăng quật thoải mái. Ở đây sẽ có một cái ngăn riêng nè các bạn đựng đồ, và ở đây dưới đây nó sẽ có một cái mã code riêng ha, và mình sẽ bảo hành cho các bạn cái mã code đó. Và ở bên hông nó cũng sẽ có một cái code, một cái miếng tag lụa mọi người. Cái đó lấy lại cái này mọi người nè là dễ chép hàng pha ke với hàng Âu nhất. Và đặc biệt với mình thì mình thấy là cái mùi da của nó rất là đặc biệt, dù pha ke cách mấy các bạn mà mua cái pha ke mà một một á cầm cái mùi da là biết liền. Có nhiều bạn mà bán hàng pha ke á hay nói là cái này bây giờ nó sẽ làm ok hơn cái này cái nọ, không mọi người, nếu mà nó đã làm ra được cái thằng da thật rồi thì nó đâu có thể nào mà nó bán cái mức giá rẻ đâu mọi người, đúng không? Hay là của hãng Gucci, người ta là họ làm rất là chi tiết và rất là chất lượng nha mọi người. Mặc dù là outlet rồi nhưng mà các bạn thấy không, vẫn còn ok, vẫn còn rất là đẹp mọi người, thấy không? Đây là cái túi mới nha mọi người, chứ không phải túi cũ đâu. Về lại cái dây thì mình sẽ có một cái dây strap. Đây, dây strap mọi người nè. Khi mà mọi người gắn nè, cái này nó sẽ có một cái móc đúng không? Các bạn chỉ cần tháo ra, các bạn móc lại thôi. Đó các bạn thấy không? Nè. Nó sẽ riêng biệt, nó không phải là nó giống như là cái thằng Alma BB mọi người ha. Đây, thì khi mình gắn lên thì nó sẽ vậy mọi người nè, nó cũng không khác gì cái túi Alma BB. Nhưng mà mình thấy là cái phần này mọi người nè, nó cho thêm một cái miếng mà để mà trụ lại mọi người, cái miếng này nè thì nó sẽ được ok hơn. Tại vì do cái dây này nó mới mọi người, khi các bạn để là nó sẽ bị phồng ra, nhìn nó sẽ hơi xấu. Nhưng mà có khi các bạn mang thì thời gian sau cái da của nó mềm lại á thì nó sẽ đứng cái form hơn mọi người ha. Đây thì các bạn có thể mang đeo bên hông cũng được, hoặc các bạn đeo chế gì cũng ok. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử đeo cho các bạn xem ha. Ở đây thì khi mình mang các bạn thấy không? Đó. Các bạn mang thì nó sẽ các bạn có thể tăng đơ theo cái chiều dài hơn cũng được. Cái này là mình làm cái phiên bản là gọi là ngắn nhất rồi đó. Nó sẽ mang tới ngay cái phần mông của mình nè. Và đây, đây là khi mình đeo bên bên hông mọi người ha. Đó, khi các bạn đeo bên hông thì nó sẽ tới ngay cái phần bụng của mình. Nhưng mà cái này nó sẽ hơi to mọi người. Nếu mà nam may không sao,
Còn mà đủ các bạn mang, các bạn nên nhớ là mang cho nó dài dài xuống một xíu nha, mang cao quá nhìn sẽ hơi kỳ, tại vì nó là dạng hến đó. À, thấy thì cái túi này hiện tại là mình đang chỉ còn cái màu xanh lá cây, màu đỏ hay là cái màu gì mình quên mất tiêu rồi. Thì nếu mà các bạn thích thì các bạn có cho mình nên mình sẽ báo giá chứ sao các bạn. Nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, bấm vào thông báo cái bên để nhận video của mình, nhớ cho mình một tim bơ tóc, rồi ra cho mọi người.